Thưa quý vị, chiều qua ngày 9 tháng 6, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ kiểm tra đột xuất công tác sửa chữa chỉnh trang di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu tại xã An Đức, huyện Ba Tri, hướng đến chuẩn bị tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại các bộ phận liên quan đang khẩn trương sửa chữa sân phết và chỉnh trang lại đền thờ chính, nhà bia, nhà đón tiếp, đền thờ cũ, hệ thống sân bãi, khu trưng bày, đồng thời cải tạo nâng cấp một số hạng mục trong khuôn viên di tích, chỉnh trang cây xanh và dọn dẹp cảnh quan xung quanh di tích. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã trao đổi một số vấn đề liên quan, lưu ý Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhà thầu xúc tiến đẩy nhanh tiến độ các phần việc, đảm bảo thời gian và chất lượng công trình. Đây là công trình không chỉ hướng đến kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu mà còn để phục vụ lâu dài. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, bộ phận thực hiện phải khẩn trương tăng tốc, tranh thủ thời gian thực hiện công trình, đảm bảo đúng tiến độ để tỉnh kịp thời tổ chức các hoạt động theo kế hoạch. Chậm nhất đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, phải hoàn thành các phần việc, bàn giao mặt bằng các hạng mục, đảm bảo khu vực di tích gọn gàng, sạch sẽ, khang trang. Bên cạnh đó, bộ phận thực hiện cần sửa sang các bậc thềm, trang trí hệ thống chiếu sáng, phục vụ tốt cho các hoạt động lễ mở cửa đón khách cả ngày và đêm trong những ngày diễn ra sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đây là sự kiện tầm cỡ quốc tế nên phải làm bằng cả tấm lòng, sự nghiêm túc và đảm bảo có kết quả tốt nhất. Thưa quý vị, đoàn hành trình theo bước chân cụ Đồ đã dừng chân tại điểm cuối là tỉnh Thừa Thiên Huế đó quý vị. Tại đây, đoàn phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ dâng hương cùng các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân cụ Nguyễn Đình Huy, thân sinh của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Các đại biểu đã thành kính dâng hương tại từ đường họ Nguyễn Đình, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tìm hiểu cuộc đời cụ Nguyễn Đình Huy cùng lịch sử của dòng họ Nguyễn Đình. Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là Đầu Chiểu, sinh tại quê mẹ là bà Trương Thị Thiệt, tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Cha ông là Nguyễn Đình Quy, sinh ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Tý, tức ngày 9 tháng 2 năm 1793, nguyên quán làng Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ Nguyễn Đình Quy mất ở làng Bồ Điền không rõ năm nào, hai lần về sống và học tập ở quê cha Thừa Thiên Huế với thời gian hơn 10 năm, Nguyễn Đình Chiểu đã thấm nhuần một phần văn hóa của quê hương nguồn cội. Có thể nói rằng, văn hóa Huế cũng đã góp phần hình thành nên nhân cách một nhà thơ, nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Để tỏ lòng tri ân góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dòng họ, gia đình, tại buổi lễ, đoàn hành trình theo bước chân cụ Đồ đã trao tặng từ đường họ tộc Nguyễn Đình số tiền 80 triệu đồng. Đoàn cũng đã thăm tặng quà cho ông Nguyễn Đình Thành, hậu duệ dòng họ Nguyễn Đình. Dịp này, đoàn cũng đã đến dâng hương tại mộ phần của cụ Nguyễn Đình Quy để tỏ lòng thành kính tri ân những công lao của cụ, người đã sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục, để hôm nay Nguyễn Đình Chiểu được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, làm rạng danh non sông đất nước quê hương.